Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cái kỹ năng dễ nhanh trắc nghiệm hình học không gian thuần túy. Và chuyên đề ngày hôm nay thầy nói đến là thể tích của một khối chốt. Thì các bạn biết rồi, thể tích của một hình chốt á, là nó bằng 1/3 diện tích đáy nhân với đường cao. Và thể tích người ta ký hiệu là V. Diện tích đáy người ta ký hiệu là B. Và chiều cao là H. Thì chắc chắn rằng sẽ có V sẽ bằng 1/3 B nhân H. Và trong quá trình giải về dạng toán này, các bạn phải chú ý một số cách giải toán như sau. Một hình chốt có một cái cạnh bên vuông góc với đáy thì cạnh bên đó chính là đường cao. Còn một cái hình chốt mà có hai mặt bên kề nhau cùng vuông góc với đáy thì cạnh bên đó là giao tuyến. Thì cạnh bên là giao tuyến của hai mặt đó cũng vuông góc với đáy. Ở đây thầy sẽ trình bày dạng thứ nhất là khối chốt có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Thầy đi qua cái ví dụ đầu tiên. Cho hình chốt SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh A. SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Góc giữa hai đường thẳng SB và mặt phẳng ABC bằng 30 độ. Tính theo A thể tích khối chốt SABC. Đáp án A, V bằng A mũ 3 căn 3 13 chia 2. Đáp án B, V bằng A mũ 3 chia 12. Đáp án C, V bằng 3A mũ 3 căn 3 chia 2. Đáp án D, V bằng 5A mũ 3 căn 13 chia 2. Đó. Ở đây cái đề yêu cầu là các bạn tính theo A thể tích hình chốt. Vậy thì ở đây diện tích là cái nào và đường cao là cái nào? Thì các bạn thấy khi gặp bài toán này các bạn xử lý luôn. Vì XA vuông góc với mặt phẳng ABC, đáy là ABC, thì XA vuông góc với đáy thì XA đây chính là đường cao. Và diện tích của mặt đáy là diện tích của tam giác đều. Các bạn nhớ công thức tính diện tích của tam giác đều. Đó là bao nhiêu? A căn A mũ 3 căn 3 chia bao nhiêu nhỉ? Khi các bạn nhớ được cái diện tích của tam giác đều xong, bây giờ các bạn chỉ cần tính cái SA này là xong. Vậy thì SA này dựa vào dữ kiện nào để các bạn tính? Thì người ta mới cho cái dữ kiện tiếp theo. Đó là góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ABC bằng 30 độ. Muốn xác định được cái góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, ta xác định giao điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng đó. Từ trên đường thẳng đó có một đỉnh hạ hình chiếu vuông góc xuống. Và góc tạo bởi giữa đường thẳng đó với mặt phẳng là chính là góc tạo bởi giữa cái đường thẳng giao điểm với cái đoạn mà nối giao điểm với hình chiếu. Đó là thầy trình bày sơ qua khái quát. Vậy nhờ đó thì các bạn sẽ tính được SA. Dữ kiện bài toán ở đây là tam giác đều thì diện tích đáy biết rồi và chỉ cần tính đường cao nó là xong. Vậy thì thầy phân tích. Thứ nhất là bài toán yêu cầu tính thể tích của khối chốt khi có đáy là tam giác đều ABC cạnh A. Thì hiển nhiên ở đây á là ta có thể suy ra được ngay diện tích tam giác ABC. Và cái ta cần tìm thêm ở đây là cái chiều cao thông qua xác định giữa cái góc
giữa cái đường thẳng SB và ABC. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ABC là tạo bở giữa SB và BA sẽ bằng 30 độ. Vì lý do nào? Thì các bạn đã học ở chương trình lớp 11 là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Bây giờ thầy nhắc lại cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng như sau. Bước 1, các bạn đi tìm giao điểm O của một cái đường thẳng A với mặt phẳng alpha. Đây, đây là đường thẳng A. Nó giao với một cái mặt phẳng alpha tại O. Trên cái đường thẳng A đó, các bạn kẻ lấy một điểm A lớn và kẻ AH vuông góc với mặt đáy. Thì hình chiếu của OA, hình chiếu của OA lên mặt phẳng alpha chính là OH. Vậy góc tạo bở giữa đường thẳng và mặt phẳng chính là góc tạo bở giữa OA và hình chiếu của nó chính là OH, là cái góc này đây. Đây chính là cái góc cần thiết. Và các bạn để ý. Vậy đó là thầy nhắc lại cái chương trình của lớp 11, tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Bây giờ thầy sẽ qua bài giải chi tiết như sau. Đây chính là mô phỏng về hình vẽ nè. Cho một cái tam giác là cho một cái hình chóp SABC. Là tam giác ABC này là đáy là một tam giác đều. Đó, đáy là một tam giác đều. Thì đây là cạnh A, BC cũng bằng A và AC cũng bằng A. SA vuông góc với đáy có nghĩa là SA nó sẽ vuông góc với AB và SA vuông góc với AC. Xong. Thì ở đây diện tích của một tam giác đều thì bằng cạnh bình phương nhân căn 3 chia 4. Cái này nó học ở trong chương trình của lớp 8. Tính diện tích và thể công thức tính diện tích của các hình tứ giác và tam giác, các bạn về mượn cái sách hình học của lớp 8 mà kiểm tra lại. Bây giờ ở đây thì người ta nói là cái đường thẳng SB hợp với đáy, mặt phẳng đáy là góc 30 độ. Thì trên đường thẳng SB này thì B chính là giao điểm của SB và ABC. Rồi đồng thời trên đường thẳng SB này, từ S này hạ cái đường vuông góc xuống là chính là SA để cho. Vậy góc tạo bởi giữa đường thẳng SB với đáy chính là góc tạo bởi giữa SB và hình chiếu của SB đó là AB. Vậy đây chính là góc 30 độ. Ở đây là nó có cái cạnh AB là cạnh kề. Vậy thì muốn tính cái cạnh kề, muốn tính cái SA thì người ta có công thức là tan của 30 độ thì bằng đối. Đối là SA chia cho cạnh kề là AB. Vậy thì từ đó mình suy ra SA nó sẽ bằng AB nhân với tan 30 độ. Và AB thì là đề cho bằng A. Và tan 30 độ là căn 3 chia 3. Vậy lúc đó các bạn tính được SA nó sẽ bằng A căn 3 chia 3. Đây chính là kết quả của SA. Và lắp vào công thức các bạn có ngay là thể tích của hình chóp SABC sẽ bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC nhân với lại SA. Tức là bằng 1 phần 3 A bình căn 3 chia 4 nhân A căn 3 chia 3. Vậy các bạn sẽ thấy được là A nhân A bình là ra A mũ 3. 4 nhân 3 là 12. 12 mà ở đây nhân 3 nữa là 36. Còn cái căn 3 với cái căn 3 này nhân lại với nhau có thể rút gọn. Vậy kết quả nó là bằng A mũ 3 trên 12. Vậy các bạn chọn cái đáp án A. Đó là bài giải chi tiết. Thầy sẽ giảng rất là chậm để các bạn hiểu sâu về cách tính. Nhưng mà đi thi trắc nghiệm thì cái chỗ này các bạn làm rất là nhanh. Dự kiện bài toán không khó. Khi cho góc hợp với mặt đáy thì ở đây là mục đích của người ta cho đường cao. Tính đường cao thôi. Rồi, thầy kết thúc ví dụ đầu tiên. Bây giờ qua ví dụ số 2. Cho hình chóp SABCD
có chiều cao là SA bằng A nhỏ. Mặt đáy ABCD là hình thoi cạnh A. Góc ABC bằng 60 độ. Tính thể tích khối chốt SABCD theo A. Thì khi làm trắc nghiệm, các bạn phải liên tưởng ngay. Điều gì? Liên tưởng ngay là đáy là một hình thoi. Vậy công thức tính diện tích của hình thoi. Và ngay chỗ này, chiều cao SA là vuông góc với đáy. Ở đây người ta cho sẵn là chiều cao SA luôn. Thì chắc chắn rằng cái góc ABC bằng 60 độ này là giúp cho để các bạn tính cho được cái đường cao. Còn diện tích của cái hình thoi thì đó là công thức học từ lớp 8. Vậy thì muốn làm nhanh một cái bài toán trắc nghiệm trong đề thi phổ thông quốc gia, các bạn phải nhớ các công thức từ lớp 8, từ lớp 6 trở đi về hình học. Và đây chính là diện tích hình thoi. Ngay chỗ này, các bạn thấy là đề bài yêu cầu là tính thể tích khối chốt. Khi đã cho cái chiều cao có độ dài là A, ta chỉ cần tìm cái diện tích đáy. Mà diện tích hình thoi á, ABCD có cạnh rồi, có góc rồi, nên tam giác ABC sẽ là tam giác đều. Lý do vì tam giác cân có một góc 60 độ. Đó, các bạn vẽ ra. Ở đây cho góc 60 độ là người ta cho có mục đích. Cho nên từ đây suy ra được diện tích của hình thoi ABCD. Bây giờ thầy sẽ vào cái bài dạy chi tiết. Đây là cái hình vẽ. Các bạn nhìn hình vẽ trước khi các bạn nhìn lời giải. Khi mình nhìn cái hình vẽ xong thì cái chiều hướng tư duy của các bạn nó sẽ nghĩ ra được làm cái gì. Đây là hình đáy là hình thoi ABCD và góc ABC bằng 60 độ. SA là đường cao cho nên SA phải vuông góc với AB và AD. Và từ đây các bạn sẽ thấy được là các bạn thấy là tam giác ABC. Các bạn nối đường chéo AC lại thì các bạn có tam giác ABC. Là có AB bằng AC về cạnh của hình thoi thì các cạnh kề bằng nhau. Đó, AB bằng AC cho nên có cái góc này 60 độ, nó là tam giác đều. Nữa cái hình thoi chính là tam giác đều. Đó. Vậy thì các bạn sẽ có được diện tích tam giác ABC. Đó sẽ bằng cạnh là A bình căn 3 chia 4 và nhân 2 lên thì nó sẽ ra được là diện tích hình thoi. Vậy thì các bạn nhẩm ngay là A bình căn 3 chia 4 nhân cho 2 thì rút gọn đi thì suy ra diện tích hình thoi nó sẽ bằng A bình căn 3 chia 2. Làm nhanh cái phần diện tích. Bây giờ các bạn xác định đường cao. Diện tích đáy thể tích hình chốt sẽ 1 phần 3. Ở đây các bạn thấy là người ta cho SA là bằng A luôn. Thì khỏi cần phải tính SA. Và nó 1 phần 3 SA nhân với lại S. SA nhân với diện tích ABCD. Nó sẽ bằng 1 phần 3 A nhân A. Đây. 1 phần 3. A đây chính là SA và A bình căn 3 chia 2 là diện tích của hình thoi. Và nó, kết quả cuối cùng nó là A mũ 3 căn 3 chia 6. Vậy ngay ở đây các bạn để ý là đáp án A là đáp án cần chọn. Và để làm cái bài toán, các bạn thấy hôm qua các ví dụ thì hầu như là diện tích mặt đáy là rơi vào những cái tam giác các bạn thường gặp. Đó là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông. Nếu người ta cho tam giác thường thì các bạn sử dụng là diện tích của nó là 1 phần 2 đáy nhân với đường cao, hoặc là tích của hai cạnh bên nhân với sin góc giữa, 1 phần 2 tích cạnh bên nhân với sin góc giữa. Còn diện tích của tam giác vuông, tam giác cân
tam giác đều thì nó có cái trường hợp đặc biệt rồi. Các bạn dễ rất là dễ dàng tính. Còn các loại diện tích của tứ giác, chẳng hạn như là hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật và hình thang, các bạn phải để ý. Thông thường đề thi sẽ rơi vào những cái hình đặc biệt đó. Vậy thật sự nhìn hình học không gian nó khó, nhưng mà ở đây nó hầu như là nó áp dụng rất là nhiều trong cái hình học phẳng. Ví dụ các bạn dùng tan hoặc là xuyên cốt thì nó nằm ở phần lượng giác, và lớp 9 các bạn cũng đã được học rồi. Lên lớp 10, 11 được ôn lại rất là nhiều. Cho nên các bạn phải để ý. Bây giờ tiếp tục thầy sẽ qua cái ví dụ số 3. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông, với AC là bằng A căn 2 chia 2. AC ở đây thông thường là đường chéo. Người ta cho cái đường chéo AC là A căn 2 chia 2. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Ngay từ chỗ này các bạn hình dung được đường cao cũng chính là SA vuông góc với mặt đáy. Cạnh bên SB hợp với mặt đáy ABCD một góc 60 độ. Ở đây chỗ này nhằm mục đích cho các bạn tính cái đường cao SA bằng bao nhiêu. Bây giờ người ta bảo tính thể tích khối chóp SABCD. Thì ở đây người ta cho cái hình vuông ABCD mà người ta không cho là bằng bao nhiêu. Nhưng ở đây người ta cho đường chéo là A căn 2 chia 2 thì các bạn biết ngay là cạnh của hình vuông là A căn 2. Tại vì xin lỗi, cạnh của hình vuông là bao nhiêu ạ? A chia 2. Tại vì đường chéo của hình vuông là bằng cạnh nhân căn 2. Cho nên từ đây các bạn suy ra ngay cái cạnh của hình vuông và các bạn tính được diện tích của nó ngay. Nếu những cái bạn mà học kiến thức chắc không cần phải là giỏi thì ở đây các bạn làm cái bài này rất là nhanh, trong vòng chưa tới 30 giây là các bạn đã chọn được đáp án. Thì cái phần phân tích đề thì các bạn thấy nè, đáy là hình vuông, đường chéo AC là bằng A căn 2 chia 2. Ta suy ra ngay được cạnh của hình vuông sẽ là A chia 2. Từ đây tính được diện tích hình vuông ABCD, cạnh nhân cạnh. Diện tích hình vuông là cạnh nhân cạnh hoặc là cạnh bình phương cũng được. Hoặc, chứ đừng có nhầm lẫn với chu vi. Vì khi các bạn tính mà chu vi lấy cạnh nhân 4 thì cũng sẽ có trong cái 4 đáp án ABCD sau khi các bạn tính kết quả cuối cùng. Cho nên 7 của cái đề thi là 1, là rơi vào cái công thức đó rất là nhiều. Các bạn quên rằng diện tích và chu vi hình vuông nó khác nhau. Nên các bạn nào mà nhớ không kỹ thì chắc chắn là chọn đáp án sai trong cái 4 đáp án này. Và đề thi hay gài, thầy nói rồi. Diện tích hình vuông là cạnh nhân cạnh hoặc là cạnh bình phương. Còn diện tích còn chu vi hình vuông là ta lấy cạnh nhân 4. Đó là cái kiến thức lớp 4, lớp 5. Không cần nhắc nữa. Bây giờ ta thấy cái thằng AB á, là hình chiếu của SB lên mặt phẳng ABCD. Nên cái góc tạo bởi giữa SB và ABCD chính là góc tạo bởi giữa SB và BA. Và góc đó là bằng 60 độ. Thì lúc này SA là đường cao rồi. Thì các bạn sẽ dùng gì? Tan. Tan là bằng đối trên trên kề. Thì lúc này các bạn kề là AB rồi đó. Thì các bạn sẽ tính ra được cái đoạn SA. Bây giờ thầy sẽ vào bài giải chi tiết. Đây. Từ cái đường chéo là AC là A căn 2 chia 2. Thì các bạn suy ra cái cạnh của nó sẽ là A chia 2. Lý do vì đường chéo thì bằng cạnh nhân căn 2. Ở đây lỡ như trong đề thi nó không cho A nhỏ mà nó cho X hay là cho một số N nào đó bất kỳ thì các bạn cũng biết xử lý là nhớ đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh nhân căn 2.
Mà ở đây đường chế cho A căn 2 chia 2 có nghĩa là cạnh nó bằng A chia 2. Vậy thì các bạn sẽ tính, ngay chỗ này các bạn sẽ tính được SA là tan 60 độ là bằng đối là SA này, chia cho cái cạnh kề là AB. Ở đây thì thầy đã bài tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng rồi, nhắc lại rồi. Vậy thì SA nó sẽ bằng tan 60 độ chia cho AB là, nhân cho AB là A chia 2. Đó, thì các bạn ra được. Còn diện tích của ABCD là cạnh nhân cạnh thì A trên 2 nhân A trên 2 thì nó sẽ A bình trên 4. Và ở đây thể tích khối chốt SABCD sẽ bằng 1 phần 3 SA nhân với diện tích ABCD. Nó sẽ bằng hai cái này nhân lại với nhau. Thì các bạn ra được là A mũ 3 căn 3 chia 24. Đơn vị diện tích này cũng không cần, thể tích cũng không cần nữa. Lý do là trong cái đáp án bộ không cho, để ít khi thấy cho đơn vị diện tích. Còn nếu cho thì các bạn coi cẩn thận người ta có gài cái cách đổi đơn vị hay không. Đó. Vậy thì thầy chọn đáp án A. Đó. Thì qua một số bài tập thì các bạn để ý, nếu đề cho SA vuông góc với đáy thì SA chính là đường cao. Vì cái dạng này thầy nói là khối chốt có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Thầy